Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có hai điều tôi muốn tâm sự với anh chị em trước khi chúng ta vào nghe bài giảng ngày hôm nay. Điều thứ nhất, sai nó không phải là đáng sợ bằng cách chúng ta xử lý sai như thế nào. Nhắc lại, trong cuộc sống chúng ta sẽ phạm nhiều điều sai. Và chúng ta sẽ gặp nhiều người khác cùng làm việc với ta làm điều sai. Nhưng sai chưa phải kinh hoàng bằng cái cách mà bạn sửa sai mà lại sai. Bất cứ một người nào khi họ phạm điều sai lầm hoặc chính bạn phạm điều sai lầm, cái đó không quan trọng bằng bạn xử lý, bạn phản ứng, bạn suy nghĩ và cách sửa sai ra làm sao. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Ở bên Nga, ở trong trường dạy chủ nhật, có cháu nhỏ khóc la. Cái người trông trẻ đó đã xử lý nó như thế nào không biết, bị sái cả tay luôn. Nghĩa là giật cái tay nó như thế nào đó, sái tay. Sau này khi ngồi xử lý đó thì thấy rằng nó sai, nhưng mà cô lại làm điều sai hơn nữa. Bởi vậy cho nên hãy lắng nghe tôi nói này. Cái vấn đề không phải sai như thế nào, mà vấn đề khi bạn nhìn thấy sai, chúng ta cần xử lý nó ra làm sao. Cái đó mới là điều quan trọng. Càng mất bình tĩnh, bạn càng sai nhiều hơn. Bởi vậy cho nên hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, để khi người ta làm sai, bạn xử lý nó như thế nào. Chưa chắc sai đó là tôi, là xấu đâu. Bạn có hai cái chân. Một là cái chân đúng, hai là cái chân sai. Một là cái chân đúng, đấy là chân phải. Hai là cái chân trái, là chân sai. Nó không tồi khi bạn có cái chân sai. Nhờ cái sai mà cái phải này nó mới đi được đều. Thật ra chưa chắc sai nó là xấu. Chỉ khi bạn biết sai mà không sửa mới là xấu, mà lại biết xấu mà cứ tiếp tục sai á, thì mới đó là phạm tội. Bởi vậy cho nên anh chị em, bất cứ một điều gì người ta làm điều gì đó sai, hãy cầu xin Chúa cho tấm lòng mình. Điều thứ nhất, nhịn nhục. Điều thứ hai là tình yêu. Điều thứ ba là sự khôn ngoan, để làm sao giúp cho họ không sai nữa mới là cái quan trọng. Chưa chắc chỉ ra cái sai mà họ đã không sai, mà hãy giúp cho làm sao không sai. Cái đó mới là điều quan trọng. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hãy nhớ một điều này. Chưa chắc điều gì bạn nói là điều họ cần đâu. Hãy tìm hiểu để xem họ cần cái gì mà bạn có, rồi sau đó mới cho họ điều mà họ cần mà bạn có. Không phải cái gì tôi cho ông Vượng là ông Vượng thích đâu. Tôi cần phải tìm hiểu xem ông Vượng thích cái gì mà tôi có. Và khi tôi hiểu ông Vượng thích cái gì mà tôi có, thì tôi mới cho ông Vượng cái mà ông Vượng thích mà tôi có. Tôi tặng ông Vượng bộ áo quần áo vest. Chưa chắc ông Vượng đã cần, vì tôi cao 1m70, ông cao 1m62. Cái tìm hiểu ông chỉ cần đúng cái cà rà vạt của tôi thôi. Còn cái bộ này ông mặc rộng thùng thình. Thế chứ chưa phải cái gì bạn có cho người khác là điều người ta cần đâu. Bạn cần phải tìm hiểu tại sao họ lại không thích cái gì mà bạn cho họ, bởi vì không hợp. Thành ra nếu như bạn chưa đạt được mục tiêu, thì hãy học và đổi lại phương pháp cho người ta điều mà bạn đã từng cho mà không thành công. Amen. Hallelujah. Vậy cho nên chúng ta cần tình yêu, sự nhịn nhục và sự khôn ngoan. Đó là liên quan tới cái sai. Điều thứ hai, thành công không bao giờ thình lình tới. Thành công không thình lình mà nó là quá trình. Thất bại sẽ thình lình xảy ra với bạn, nhưng thành công không bao giờ tự nhiên có. Chiều ngày hôm nay 9 giờ tối sẽ có một trận đá bóng kinh điển giữa Barca với lại Real Madrid. Và nếu như bạn nghe tới cái tên Lionel Messi thì biết được rằng đây là một siêu sao. Đây là một người mà đá rất là hay. Những lần mà dê dắt bóng rồi sâu kim là thấy có thể tuyệt vời lắm. Và nếu 9 giờ hôm nay bạn muốn xem thì hãy tìm hiểu mà xem. Nhưng mà khi nghiên cứu về con người có tên Messi đó thì bạn phải biết rằng để mà có được những thành công như ngày hôm nay, đằng sau lưng của anh chàng đó sinh năm 87 đó, phải bao nhiêu con người trả giá. Chính anh ta trả giá. Thomas Edison là vua của những phát minh, nói một câu để đời rằng thành công của một thiên tài ở trong đó chỉ có 1% là tài năng, còn 99% là mồ hôi và nước mắt của người đó và những người khác nữa.
tài năng chưa đủ, mà sự trả giá cho thành công đó mới là quan trọng. Cái băng giảng mà nhiều người tại đây ngồi dưới có mặt trong cái băng giảng, nhưng có một số người không bao giờ được vào băng. Đó là cái nhân vật này này. Đứng đằng sau cái máy quay này không bao giờ có trong màn hình. Chắc là chính vì vậy mà mặt thấy nó đần đần thế kia. Mặt thấy lì lì thế kia, tôi hát để ý thấy lúc nào thế. Vì không được vào băng thấy ra tức. Chú của Hòa nói rằng sao mà ngày Chủ nhật thấy mặt mẹ mày có, mặt nhiều người có mà mày chả thấy đâu. Thế mày có đến nhóm không? Ông biết rằng đến Hội Thánh là được tốt, nhưng mà ông chưa đến Hội Thánh bao giờ. Mọi người hiểu không? Có rất nhiều người họ nói, chúng mày đến Hội Thánh đi, em đến Hội Thánh đi, ở Hội Thánh hay lắm, chồng nói với vợ và con như vậy đấy. Nhưng mà bản thân chưa đến Hội Thánh bao giờ. Mà tại sao lại đến Hội Thánh cần? Hội Thánh hay lắm, bà đi đi, cho con đi cùng. Ông ấy là một cái bảng chỉ đường. Gia đình của Vinh Nhung từ Cua Thèn lên trên này nhóm, đến được tới đây là nhờ rất nhiều bảng chỉ đường. Hướng tới Berlin 200 cây nữa, hướng tới Berlin 50 cây nữa. Bảng chỉ đường tới bây giờ vẫn đứng đó, đội mưa, đội gió, đội tuyết. Còn Vinh đã ngồi ở đây rồi. Hãy quay sang người lân cận nói, đừng làm bảng chỉ đường. Là có rất nhiều người họ vẫn đứng chỉ đường, đến Hội Thánh hay lắm, đến Hội Thánh hay lắm, bảo đây là nào chưa? Chưa, tớ làm bảng chỉ đường. Còn chúng ta nhờ bảng chỉ đường mà tới được đây, amen, alleluia. Và vậy cho nên, một bài giảng mà bây giờ đến nhiều châu lục, người ta xem và nghe những điều gì bạn được nghe tại đây không phải nhờ một người nào siêu sao, mà bởi vì đằng sau những thành công đó là có vô số những sự trả giá thầm lặng của những con người khác. Thành ra khi mà bạn được thành công, hãy nhớ tới những con người mà đã cùng bạn trèo lên đỉnh núi đó, đã giúp bạn, đã bao lưng cho bạn. Tôi mới viết một cái bài, con tôi ngồi trên vai của tôi, nó tưởng nó cao hơn bố nó, nhưng nó đâu biết rằng nhờ cái vai của bố nó mà nó được cao hơn bố nó. Con tôi cứ nài nỉ rằng papi muốn lên vai ba, nó tưởng rằng tôi không muốn cho nó lên vì đau khổ, nhưng đâu biết rằng tôi rất là vui vì con tôi còn muốn trèo lên vai tôi. Anh nó bây giờ không muốn nữa rồi. Tôi mà bảo Danny lên vai ba mà không, ông Danny lớn rồi. Thành ra còn cơ hội mà con đề nghị lên vai ba, hay cho nó trèo lên, bởi vì thời gian sắp tới không còn nữa đâu. Con này nỉ lên vai ba nó mà không cần, con nó có vợ rồi. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải đánh giá những con người bên cạnh chúng ta, amen. Tôi không hiểu là người khác như thế nào, nhưng đối với tôi rất là lợi khi có những con người đứng bên cạnh mình. Ai đó dương cung bắn vào tôi, nó bắn trúng Vinh, Vinh đứng cạnh tôi. Tôi không đi đỡ đạn rồi, tôi đứng một mình nó bắn nhiều, trúng nhiều. Tại sao mình không có anh em mình đứng bên cạnh bảo vệ mình? Amen. Mình cùng nhau leo lên đỉnh dốc, tới đỉnh Olympia rồi, đừng đạp người khác xuống. Ở trên đó mình bắn kinh hơn. Amen. Thành ra dưới chân núi bạn cần đồng đội, thì trên đỉnh núi càng cần đồng đội hơn. Hỡi người Việt Nam, người Việt Nam chúng ta cứ lá lành đùm lá rách, nhưng khi mày lành hơn tao rồi, tao sẽ chọc cho mày thủng hơn. Tao sẽ trung thành khi còn khổ, nhưng khi đã thành công rồi thì chỉ có mình tao thôi, còn mày đạp xuống. Cái đó là cái kinh hoàng. Cho nên tại sao hiếm người chúng ta đứng lâu ở trên đỉnh vinh quang là như vậy đó. Dường như đúng cái lúc người ta công bố mình thành công là lúc chúng ta tụt hậu. Đúng không anh chị em? Bạn nghe xong thấy nó mang mát giống mình vậy, đúng không? Tôi đọc về Lỗ Tấn khi viết những tác phẩm về A Quy Chính Truyện, tôi đọc quyển của Bá Dương nói về người Trung Quốc xấu xí, dường như đọc những cái quyển đó, và đặc biệt bây giờ đang đọc tiếp tục cái quyển gọi là Người Việt phẩm chất và những tật xấu, tôi mới thấy dường như nó móc dần con người của tôi ra trước ánh sáng vậy. Anh chị em ơi, biết được điểm mạnh của mình chưa đủ, bạn còn phải biết cả điểm yếu của mình nữa. Cái thất bại của chúng ta lại đôi khi không phải vì bạn thiếu điểm mạnh, mà lại vì bạn không biết được bạn yếu ở điểm gì. Cái xe đạp của bạn không chạy được đến đỉnh dốc, mặc dù nó là xe đạp đua, chỉ vì một cái mắt xích thôi nó bị gì. Đúng lúc lên trên dốc thì cái mắt xích đó bị đứt, cả
cái xích đẹp, cả cái xe đạp đẹp, nhưng chỉ có một cái mắt xích bị cái thằng nào đó nhỏ axit vào. Mà trước khi đua chúng ta không kiểm tra, chỉ có một cái mắt xích thôi, mà dường như cả cuộc đời tập luyện mà cuối cùng bị đứt xích. Một điểm xấu có thể làm ảnh hưởng cả sự nghiệp cuộc đời của bạn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng nghe lời khuyên đó, nó không thừa đâu. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Bài giảng hôm nay của tôi nó nằm trong một chuỗi những series. Hôm trước ta được nghe về có một Đức Chúa Trời yêu thương. Martin Luther là người mà đã làm cuộc cải chính, mà cả nước Đức này sau đó đã tin vào Chúa Giêsu. Hội Thánh Luther bây giờ đang có. Sau khi Chúa mở mắt cho ông nhìn thấy cầu kính thánh, người công bình sống bởi đức tin, ông ta đã công bố rằng có một Đức Chúa Trời. Ông công bố rằng có một quyển thánh kinh. Ông công bố rằng có một đấng trung bảo là Giêsu. Ông công bố rằng có một đức tin vào đấng đó được cứu. Hôm trước chúng ta đã được nghe có một Đức Chúa Trời, thì hôm nay bạn sẽ được nghe về có một quyển thánh kinh, không có hai. Người ta đặt câu hỏi làm sao phân biệt đô la giả. Hãy học đô la thật. Bạn đừng đi nghiên cứu đô la giả. Đô la giả có hàng vạn những đô la khác nhau, mà đô la thật chỉ có một thôi. Bởi vậy cho nên hãy nghiên cứu, bỏ nhiều thời gian học đô la thật. Tất cả những đô la nào xấu hơn thật, đẹp hơn thật, không giống thật thì đều là giả hết. Có những loại đô la làm đẹp hơn cả đô la thật nữa cơ. Kể cả đẹp hơn thì nó là giả. Bởi vậy cho nên quyển kinh thánh chỉ có một. Bất cứ một tôn giáo nào có giao truyền về danh Giêsu thì đều phải có nền tảng là quyển này. Bất cứ một tôn giáo nào có liên quan tới Giêsu để có chung một quyển thánh kinh. Bởi vậy cho nên bạn và tôi cần phải quay trở lại trục tọa độ này này. Chỉ có một quyển thánh kinh thưa anh chị em. Bất cứ một người nào nói sai với những gì kinh thánh nói thì bạn không thể chấp nhận được. Amen. Quyển kinh thánh phải cao hơn đầu của bạn. Quyển kinh thánh phải cao hơn uy tín của một con người nào. Quyển kinh thánh phải là tối quan trọng đến Chúa nói trong Thi Thiên rằng Ngài đặt lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa. Nếu bạn cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu mà lại cầu xin trái với lời Chúa thì không bao giờ Chúa nhậm lời. Bạn có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ cho thằng hàng xóm đâm đầu vào cột điện. Chúa nói rằng con à, danh của ta quan trọng quyền năng, nhưng mà lời của ta quan trọng hơn nhiều. Bởi vì có bao nhiêu tôn giáo đang dùng danh của ta để trù úng, để bù chú, để xem bói. Bởi vậy cho nên lời của ta quan trọng hơn cả danh của ta nữa. Chúa đặt lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa cơ. Bởi vậy cho nên hãy đọc lời của Chúa để không ai lừa bạn. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng kinh thánh quan trọng và cao hơn cả đầu của chúng ta nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, có một quyển kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Nào, chúng ta trước khi nghiên cứu quyển kinh thánh, chúng ta cùng nhau xem một vài điều nào. Tại sao kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời? Nếu bạn xem chương trình ngày hôm nay và bạn đặt câu hỏi tại sao kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, phải chăng chúng tôi hơi địa phương cục bộ, hoặc hơi thái quá, hoặc là khùng? Xin thưa, hãy lắng nghe thật chăm chú bài giảng ngày hôm nay để bạn và tôi biết được rằng cái quyển mà tôi đang có trong tay đây, nó là lời của Đức Chúa Trời. Để hiểu được kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cùng nhau xét một vài điểm. Nếu như có một quyển sách nào nó là lời của Đức Chúa Trời thì bắt buộc quyển sách đó phải hội tụ 4 điểm. Một, quyển sách đó phải công bố tác giả của nó là Đức Chúa Trời. Nó phải nói rằng Đức Chúa Trời phán. Điều thứ hai, tính cách đạo đức của quyển sách đó trội hơn đạo đức của loài người sống xung quanh bạn. Điều thứ ba, quyển sách đó nếu đến từ Đức Chúa Trời thì nó phải có câu trả lời về quá khứ, về tương lai của trái đất này và con người, trong đó có bạn nữa. Bạn từ đâu tới? Sống để làm gì? Và chết sẽ đi đâu? Trái đất này từ đâu tới? Và kết thúc của nó ra làm sao? Điều thứ tư, nếu quyển sách đó mà đến từ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng ra cả loài người 7 tỷ người này, thì quyển sách đó nó phải thỏa mãn cho hết thảy mọi đối tượng trên thế giới này, phổ cập cho hết thảy mọi tiếng nói.
chứ không thể ở Âu Châu mới đọc được, còn ở Châu Phi thì không thể đọc nổi, chứ không thể chỉ có giáo sư đọc được, còn người lái xe ôm đọc mãi mà không hiểu. Bởi vậy cho nên nếu một quyển sách mà đến từ Đức Chúa Trời đấng tạo dựng mà con người gọi ối giời ơi, thì nó phải thỏa mãn bốn điều mà tôi vừa nêu ra. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đề cập một số quyển sách thân thuộc mà bạn đã từng được nghe danh tiếng. Sau đó chúng ta sẽ tới gần với quyển Thánh Kinh. Nào, chúng ta cùng nhau xem một quyển sách hay. Quyển sách mà bạn đã từng được nghe trong văn học đó là Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Có nhiều khi nghe mà bạn chả hiểu, chưa bao giờ đọc. Quyển sách đó có nhắc một vài điều về Đức Chúa Trời, nhưng không hề nói nó đến từ Đức Chúa Trời mà tác giả của nó là Lev Tolstoy. Quyển sách thứ hai đó là Truyền Kiều của Nguyễn Du, cũng có một vài câu nói về ông trời ở trong đó, nhưng không hề công bố nó đến từ ông trời. Một loại sách mà nổi tiếng ở khu vực châu Á, người ta gọi xếp vào tứ đại danh tác của Trung Quốc. Trong đó có Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó có Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký đã dựng thành phim mà nhiều người Việt Nam đã được xem nhiều tập tại Việt Nam. Cả bốn sách này, bốn tác phẩm vĩ đại của người Trung Hoa này không hề công bố tác giả là Đức Chúa Trời. Amen. Đi tiếp nào. Một số sách của Khổng Tử được viết ra về đạo đức rất là tốt, song chối bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những tác phẩm đó. Một loại sách thứ hai đó là Kinh Vệ Đà tại Ấn Độ, không nói do Đức Chúa Trời viết ra. Kinh Karan còn nói về Đức Chúa Trời, song tính đạo đức thì không có điều gì đáng phải học tại nơi đó. Thiên đàng trong Kinh Karan là một thiên đàng đầy nhục dục. Bạn đã từng nghe những chuyện thời sự đấy, có những kẻ ôm bom khủng bố và họ hy vọng rằng chết cảm tử quân. Khi lên thiên đàng có 70 trinh nữ sẽ làm vợ. Có nghĩa là giá trị của người nữ ở trong mấy quyển sách này bị hạ thấp, là một trò chơi, là một món hàng để trao đổi. Nhiều những thông tin thời sự, nước Hồi giáo tự xưng có những cô gái bị dụ dỗ từ Anh, từ Pháp sang đó, mỗi một tuần phải đổi chồng một lần, bởi vì cái nhu cầu của quân đội tại đó rất cần đàn bà. Thế nên những cô gái đó bắt buộc phải cưới, sau đó ly dị để chuyển tay người khác. Anh chị em có đọc thời sự không ạ? Bởi vậy cho nên chúng ta loại bỏ những quyển sách vừa rồi được nêu ra. Cuối cùng, tất cả mọi sách mà bạn đã được nghiên cứu, những quyển sách hay và vĩ đại đó chỉ quay trở lại một quyển Thánh Kinh thỏa mãn cả bốn điều trên. Sách Timôthê 2 đoạn 3 câu 16-17. Xin ban kỹ thuật bật lên nào. Timôthê 2 đoạn 3 câu 16-17. Lời Kinh Thánh chép rằng cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hay gọi là hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách, dạy người trong sự công bình. Và Đức Chúa Trời sắm sẵn những con người đó để làm những việc lành. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hà hơi. Timôthê đoạn 3, xin lỗi, đoạn 3 câu 16-17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn. Từ soi dẫn đây là hà hơi. Anh chị em hãy nhắc lại cùng tôi từ hà hơi. Khi tạo dựng ra con người, ai là con người đang ngồi tại đây, giơ tay tôi xem nào. Nhà ghế nó không giơ tay. Bạn là con người. Lời Chúa nói này, hãy lắng nghe, nhìn tôi này. Chúa lấy bụi đất nắn lên hình người và hà sinh khí vào lỗ mũi. Từ khi hơi thở đi vào lỗ mũi, một đứa trẻ được sinh ra từ lòng mẹ nó, khi nó không khóc, người ta phải tát, phải vỗ, phải cấu để tiếng khóc của nó thét ra và hơi thở đi vào lỗ mũi của nó. Tim bắt đầu đập, nó trở thành một tạo vật sống. Bởi vậy cho nên, vì bạn là tạo vật sống, cho nên khi tôi muốn hiểu được ông Cảnh thì tôi cần phải tôn trọng và yêu ông ấy trước mới hiểu được ông ấy sau. Lắng nghe này. Vì con người là tạo vật sống, cho nên bạn muốn hiểu được con người đó mà không phải đi dò la qua người thứ ba, mà trực tiếp từ miệng người đó nói ra, thì bạn cần phải tôn trọng và yêu con người đó trước. Amen không anh chị em? Còn nếu khinh nhá, có cậy miệng đó, cũng toàn nghe những thông tin không đúng sự thật từ bên trong lòng. Chỉ khi tôn trọng, chỉ khi bạn yêu,
thì người ta mới nói những điều thầm kín trong lòng ra. Đó là câu trả lời tại sao nhiều người đọc Kinh Thánh mà không hiểu. Vì Kinh Thánh cũng được Đức Chúa Trời, Hà ơi, con người từ đất bụi được Chúa hà hơi. Cho nên nếu hiểu được con người thì bạn phải yêu trước. Và Kinh Thánh của tôi và bạn cũng được Ngài hà hơi. Cho nên muốn hiểu được quyển Kinh Thánh này này, bạn mà ghét nó, bạn mà khinh thường nó thì không bao giờ hiểu được nó đâu. Cho nên bạn đọc một quyển sách ở bên ngoài đời bạn còn hiểu được, nhưng kể cả giáo sư, tiến sĩ hay kỹ sư, chưa chắc đọc Kinh Thánh đã hiểu đâu. Tôi nói điều tôi đã từng xử sự. Một năm dưới quyền này đã nằm dưới gầm giường. Bởi vì tôi từ năm 90 đọc mà không hiểu. Và khi không hiểu nó, tôi đã liệng nó dưới gầm giường. Một năm rưỡi nằm tại nơi đó. Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Amen. Kinh Thánh mà tôi đang cầm trong tay Cựu Ước 120 lần, xin lỗi, 1200 lần nói rằng Đức Giê-hô-va phán. Tân Ước có 800 lần công bố lời của Đức Chúa Trời phán. Quyển Kinh Thánh này hơn 2000 lần công bố rằng Đức Chúa Trời phán. Chính nó xác nhận rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, có những quyển sách người ta viết và mạo danh là lời Đức Chúa Trời phán. Bạn nhìn thấy có một số người điên ở trại thương trông quỳ, vừa đi vừa vỗ ngực, nước dãi chảy ròng ròng, tể thiên tại thánh. Bạn nhìn thấy nước dãi chảy biết ngay là tể thiên kiểu gì rồi. Tất nhiên có nhiều quyển sách mạo danh là sấm truyền, nhưng đây là quyển sách, hãy lắng nghe thêm, bạn sẽ hiểu rõ hơn nó là lời của Chúa phán như thế nào. Người ta nói nước Anh đã tạo ra đại văn hào William Shakespeare, nhưng quyển Kinh Thánh này này đã tạo ra nước Anh. Nước Việt nói rằng chúng ta có lịch sử 4.000 năm, Trung Hoa nói rằng có 5.000 năm, nhưng người Anh á, họ có lịch sử gọi rằng không quá 200 năm, 300 năm thế kỷ thứ 17, dường như cùng thời gian với sự canh tân Kinh Thánh. Nước Mỹ cũng vậy, nước Úc cũng vậy. Của Kinh Thánh này đã lập nền tảng của những nước văn minh. 103 người tù nhân sang đảo Úc lúc bây giờ đã quỳ gối trên tàu, nắm tay nhau và làm một kết ước. Chúng ta sẽ xây dựng một cái hoang đảo này trở thành một quốc gia mạnh mẽ. 200 năm qua, nước Úc đã làm nên lịch sử. Bởi vậy cho nên, nào chúng ta cùng nhau nghiên cứu về quyền mà thay đổi biết bao nhiêu con người. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Một nhà khoa học đại tài nói một câu nổi tiếng. Ông nói rằng, anh chị em hai ngày trước có nhìn thấy nguyệt thực nhật thực chưa? Là thấy nó hơi mờ mờ chút, nhưng người Anh họ nhìn thấy rõ hơn. Và vừa rồi là mặt trăng, mặt trời và trái đất trùng nhau trên một trục. Mặt trăng che một phần lớn diện tích của mặt trời, thành ra có nhật thực gần như toàn phần. Nhà khoa học có nói rằng tất cả những hành tinh quay xung quanh mặt trời để tiếp nhận từ mặt trời sự sáng, sự sống và độ ấm thể nào, thì hết thảy các môn khoa học và các sách của đời này đều quay xung quanh Thánh Kinh, để nhận lãnh từ Thánh Kinh sự sáng, sự sống và độ ấm. Bởi vậy thư viện người ta gọi Bibliotheca, gốc là Thánh Kinh, Biblia. Bởi vậy cho nên chúng ta đang có một quyển sách cực kỳ quan trọng mà tôi và bạn được có trong tay của mình. Nó không phải là truyền khẩu, mà nó đến bởi những con người được Chúa cảm ứng để ghi ra. Amen. Amen. Vừa rồi văn học Việt Nam đã đang tranh cãi nhau ủm tỏi lên về câu chuyện ở trong sách cổ tích Việt Nam Thạch Xanh Cởi Chuồng. Mọi người có nghe thông tin đó chưa? Chưa nghe à? Đang cãi nhau ở Mỹ nữa đấy. Bộ Giáo dục đang tìm cách để loại cái phần ra khỏi đấy. Mẹ Thạch Xanh qua đời nói rằng: Thạch Xanh con ơi,
Con lớn rồi mà cứ cởi chuồng mãi như vậy không được. Thầy giao mẹ có cái quần cho con mặc. Thầy Xanh nghe thấy mới thấy thương mẹ chết mà lại trần chuồng. Thầy ra mới cắt một cái ống quần làm cái khố, còn quần còn lại mặc cho mẹ. Về đọc lại mà xem. Chỉ cần bạn đánh vào chữ Google viết Thạch Xanh cởi chuồng là ra cái một chuyện đó đấy. Và người ta nói rằng cái câu đó phản cảm trong cái văn học lớp 5. Quay trở lại đây. Quyển Kinh Thánh là một quyển sách được Đức Chúa Trời cảm ứng. Nó thay đổi rất nhiều những con người. Nào, chúng ta đã đi phần thứ nhất, Kinh Thánh đã thỏa mãn, nó công bố, nó đến từ Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quyển sách Kinh Thánh này có thỏa mãn điều thứ hai không? Tính đạo đức của nó có trội hơn đạo đức mà chúng ta đang sống tại đất này hay không? Sách Matthew đoạn 5 câu 21-22, chúng ta cùng nhau xem. Anh chưa có mệt không? Dạ, cố gắng nghe một chút nha, để làm sao ngày hôm nay bạn về yêu Kinh Thánh hơn. Khi bạn yêu Kinh Thánh là bắt đầu Kinh Thánh sẽ mở cho bạn nghe về nó. Bạn yêu một con người nào, đầu tiên họ sẽ nói một chút chút. Ngày mai họ sẽ nói lâu hơn. Ngày kia họ sẽ nói nhiều hơn. Và càng sau này họ càng kể ở trong lòng của họ những bí mật cho bạn nghe. Kinh Thánh cũng y chang như vậy. Hãy yêu nó, bạn sẽ hiểu nó nhiều hơn. Lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi như sau: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa xử đoán. Xong ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa xử đoán. Tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Trước đây ai giết người sẽ bị giết lại, ai đánh trọng thương người thì bị đánh trọng thương lại. Còn bây giờ Chúa đó, tiêu chuẩn cao hơn là ai giận anh em mình, ai ghét anh em mình đã phạm tội giết người rồi cơ. Mọi người hiểu không? Lấy ví dụ, tôi thù Tăng Hùng Vinh. Thật ra tôi bắt đầu rình mò để tìm cách giết Tăng Hùng Vinh. Thứ nhất là Tăng Hùng Vinh biết cách làm kỹ nghệ về làm chiếc đồng hồ từ trong rừng mang cây gỗ về. Tôi không làm được, thật ra tôi tức. Thật ra tôi bắt rình xem là mỗi lần đi về tại Cua Thèn, Berlin chỗ nào, tôi ngồi trong bụi cây rình. Và khi Tăng Hùng Vinh đi ngang qua, tôi lấy đá chọi vào xe ô tô. Và người ta bắt được tôi vì xe Tăng Hùng Vinh bị tai nạn. Nhưng mà trước đó, 3 tháng, tôi ngồi tôi rình để xem đi của Tăng Hùng Vinh như thế nào. Công an chạy ra nó rằng: anh Hùng, anh đã bị bắt. Tôi bảo: bắt vì tội gì? Bởi vì anh đang rình đánh Tăng Hùng Vinh. Tôi bảo: tại sao? Bởi vì anh ngồi trong bụi rậm này. Bảo: thì sao? Anh ngồi đây để rình Tăng Hùng Vinh. Tôi bảo: thì sao? Tôi ngồi dạo chơi. Luật pháp không thể kết tội được tôi khi tôi chỉ có trong tư tưởng. Chỉ kết tội khi đã thành vụ án. Mọi người hiểu không? Nhưng Chúa của tôi và bạn thì ngài xét ngay trong tư tưởng cơ. Hễ giận anh em mình đã phạm tội giết người rồi. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Kinh chưa? Sỉ nhục đấy, hạ thấp người khác đấy. Tiếp theo câu số 27-28, cũng đoạn này 27-28. Đạo đức ở trong Kinh Thánh chuẩn mực cao hơn. Các ngươi có nghe lời phán rằng chớ phạm tội tà dâm, xong ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó người đàn bà là phạm tội tà dâm rồi. Amen không? À, không amen. Thế như vậy tôi đang phạm tội tà dâm sao? Mình nhìn thấy toàn các bà ngồi dưới thế này. Hãy nghe thật chăm chú, nhiều khi bị lừa dễ lắm đấy. Ở câu này tôi vừa bỏ qua một dòng mà động tình tham muốn cơ. Lời Chúa nói rằng hễ ai ngó người đàn bà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Ngó người đàn bà mà động tình tham muốn trong lòng, chứ không phải cứ nhìn thấy đàn bà là phạm tội tà dâm thì chúng tôi đi về che mặt hết à? Mọi người hiểu không? Ngày xưa khi tội tà dâm hay là ngoại tình được định nghĩa là trai trên gái dưới, bắt quả tang, bôi vôi, cạo trọc đầu, thả trôi sông. Còn ở đây lời Chúa nói, thế ai nhìn người đàn bà mà động tình tham muốn ở trong lòng với người đó thì đã phạm tội tà dâm rồi. Tiêu chuẩn đạo đức cao hơn không? Tiếp theo câu 38-39, bạn nói rằng ôi khó quá, làm sao mà chiến thắng được. Chiến thắng được, cái quan trọng ở chỗ là bạn quyết định trong lòng như thế nào thôi. Ra ngoài đường mới sắp tới mùa hè, đầy những chuyện đã xảy ra. Bạn quyết định. Ông Kenneth Hagin nói một câu thật là hay. Có một cậu, có mấy cậu qua tin nhắn. Tôi có hơn 4, gần 5 ngàn người kết bạn trong Facebook.
Có mấy người hỏi, mục sư ơi, giúp em bây giờ hay nhìn thấy con gái như vậy mà có phạm tội tà dâm không? Bây giờ phải làm sao? Tôi mới nói, viết lại. Mục sư Kiến Hagin nói rằng, bạn không thể cấm chim bay qua đầu bạn được, nhưng bạn có thể cấm nó làm tổ ở trên đầu của bạn. Bạn không thể thuê cảnh sát giao thông đi trước thổi còi các cô gái xinh đi xuất sắc, các bà già mới được xuất hiện. Không, cũng không thể cấm người ta mặc quần áo thiếu vải. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có một số các bà mẹ trong đó, mẹ tôi là một người đặc biệt. Bắt đầu thấy con học cấp 2, cấp 3 mà bắt đầu thấy có nháy mắt cô nào một chút là bắt đầu bà đến mà làm việc cô kia trước. Bà đến gặp cô kia làm việc trước, hãy tránh xa con thảo dạ. Bà luôn bảo vệ con của bà. Mà cái đấy làm sao mà bảo vệ nổi? Cái quan trọng về làm việc với con của mình cơ. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có một cô bạn gái của tôi học từ cấp 2. Tôi ở đó là liên đội trưởng, cô là đội viên. Vừa rồi viết trong Facebook đưa lên tường nói rằng đồ khốn nạn! Rồi lại đủ các thứ bày vu oan ra ngoài cho bà. Chửi trên đó. Tôi viết mấy dòng chữ, bạn ơi có chuyện gì đấy bạn? Bắt đầu vào tin nhắn, nhắn nhiều những tin tức nó vu oan ra ngoài cho tớ Hùng ạ. Tôi mới viết cho cô ấy nói rằng, bạn ơi, không nhắc tên, bạn ơi, mưa và gió có thể làm cho sắt dỉ, nhưng sẽ làm cho vàng bóng hơn. Cuộc đời này hoặc là hủy diệt chúng ta, hoặc sẽ đánh bóng chúng ta phụ thuộc chất liệu chúng ta được làm ra từ cái gì. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên, đừng đi dẹp loạn thay cho con của bạn. Cứ để cho người ta bâu lại. Cái quan trọng làm sao trang bị cho con của mình biết xử lý những con người mua quanh đó kiểu gì. Còn bạn không bao giờ kiểm soát và giúp con bạn cả đời được đâu. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng ta phải lìa các ngươi, ta đã trang bị lời cho các ngươi rồi, và sắp tới Đức Thánh Linh sẽ ở trong các ngươi, ta phải rời các ngươi, thì chúng ta hãy hiểu rằng sẽ có một ngày tôi và bạn cần phải rời con của mình. Và đây là cơ hội trang bị cho con của mình những điều tốt nhất. Hãy trang bị cho nó tính cách vàng để nó không bị gì. Amen. Hallelujah. Lời Chúa nói rằng các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, xong ta bảo các ngươi rằng đừng chống cự lại kẻ dữ. Và lại nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Đừng chống cự lại kẻ dữ. Ai vả má bên phải thì hãy đưa má bên trái cho họ vả luôn. Má bên phải của bạn. Ông cần ơi, tôi có thể lấy ông làm ví dụ thôi. Ông trúng lên phía trên này. Mời ông lên phía trên này. Nào tôi làm ví dụ. Đây đứng đây cho mọi người nhìn thấy. Bây giờ tôi rất là tức ông trúng ông đứng xong xong đây cho người ta nhìn thấy. Quay đây, đứng nhìn tôi, nhìn đứng đây. Bây giờ tôi rất là tức và thù ông trúng. Và bây giờ tôi muốn tát ông trúng đó, thì mọi người biết là tôi dùng sức mạnh tôi tát kiểu gì không? Tát đây này. Và đây là cái má phải hay má trái? Đây là má trái. Và lời Chúa nói rằng nếu ai vào má bên hữu bên phải thì đưa má bên kia, má bên hữu bên này này. Đây là má phải của ông trúng này. Và như vậy để mà tát má phải ông trúng đó thì tôi phải dùng mu bàn tay. Mọi người hiểu không? Đây gọi là vả má phải này. Cái này là động tác đuổi ruồi. Cảm ơn ông nhé. Đuổi ruồi. Khi mà ruồi nó đậu vào bát canh của bạn ấy, hay là mắm tôm mà chấm đậu đấy. Người Đức không biết có đuổi ruồi Việt Nam không, nhưng bên Nga chúng tôi bị người Nga vả má phải mỗi một ngày. Bị công an Nga vả má phải mỗi một ngày. Người ta hỏi Việt Nam, ốp Việt Nam ở đâu? Họ nói rằng không biết loài chó đó ở đâu hết. Đấy là vả má phải đấy. Mọi người hiểu không? Và Chúa nói rằng khi người ta lấy phân ném vào con, đừng bốc phân ném lại họ vì tay con lại thối đấy. Hãy gạt phân trồng cải, cắt lá cải cho nó ăn canh cải. Nó hỏi vì sao cải ngon thế? Bạn nói rằng từ phân của mày đấy. Ok, đừng cho vào bài giảng. Ok, hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúa nói đừng chống cự lại kẻ dữ. Bạo lực không bao giờ dập tắt được bạo lực. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực thôi. Và Chúa nói câu tiếp theo, hãy yêu kẻ thù của mình. Câu số 43 đến 48. Ồ, đây là tiêu chuẩn đạo đức cao hơn nhiều
Lời Chúa nói rằng 43 câu Kinh Thánh: nếu các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch của mình, song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Tiếp theo: hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình lẫn kẻ độc ác. Có một số người nó hỏi tôi rằng: mục sư ơi, tại sao cái bọn độc ác với tôi cứ mặt chân như vậy, mà thậm chí nó còn vẫn cưới xe đẹp thế kia, mà nó không cho bị tai nạn chết quắt cho nó xong đi, tại sao Chúa lại để cho bọn độc ác nó vẫn sống phèn phơ? Tôi trả lời người đó rằng: bạn ơi, nếu cứ kẻ ác Chúa đập chết thì mục sư mà bạn đang nghe giảng đây bị đập chết từ 20 mấy năm trước rồi. Nhưng Chúa của tôi và bạn lại không giống như tôi và bạn đâu. Cái đó mới là Chúa. Còn nếu giống như mình thì đâu còn gọi là Chúa nữa. Và lời Chúa nói rằng: vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình lẫn kẻ độc ác. Bạn hỏi: thế là tại sao Chúa nhìn mình với kẻ độc ác để làm gì? Câu trả lời rất đơn giản: kẻ độc ác như tôi mà Chúa nhìn nhục để tôi được thay đổi, thì sau này tôi vẫn tiếp tục nhìn nhục với kẻ độc ác mà xử với tôi như vậy, để họ cũng được ăn năn như tôi đã từng được ăn năn. Tôi thông cảm với những kẻ chửi bới Chúa Giêsu bởi vì tôi đã từng chửi bới Chúa Giêsu. Tôi thông cảm với những kẻ cầm Kinh Thánh ném vào sọt rác bởi vì tôi đã từng ném Kinh Thánh vào sọt rác. Nếu tôi mà được thay đổi thế này thì phòng có kẻ nào mà Chúa lại không có thể thay đổi họ được sao? Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì? Những kẻ thâu thuế há chẳng yêu nhau như vậy. Nếu các ngươi chỉ tiếp những kẻ tiếp các ngươi thì bọn mafia cũng tiếp nhau như vậy. Những người nghiện hút họ cũng tiếp nhau như vậy, có khác gì đâu. Bởi vậy cho nên hãy hoàn thiện như Cha các ngươi ở trên trời vậy. Amen. Đó là điều thứ hai Kinh Thánh đã thỏa mãn, tiêu chuẩn đạo đức trội hơn những gì chúng ta sống trên đất này. Điều thứ ba, quyển Kinh Thánh này nói về quá khứ, nói về tương lai của vũ trụ này và con người. Một câu Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Chuẩn bị kết thúc bài giảng rồi. Hôm nay hơi lâu một chút, anh chị em thông cảm. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Cái từ dựng ở đây nó không phải là xây dựng. Từ dựng ở đây nó là tạo dựng. Sự khác biệt giữa tạo dựng với lại xây dựng: con người chúng ta có khả năng xây dựng, còn không có khả năng tạo dựng. Còn Đức Chúa Trời, Ngài có khả năng tạo dựng. Bạn hỏi, vậy tạo dựng và xây dựng khác nhau ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ này này. Tạo dựng là từ không có cái gì ra cái gì. Còn xây dựng thì từ cái gì ra cái gì. Ông Cẩn là người có khả năng xây dựng. Từ xi măng, sắt thép, ông tạo ra cái nhà. Nhưng ông không có khả năng tạo dựng. Chỉ có Chúa là đấng làm từ không có gì mà ra cái gì. Còn con người chúng ta, anh cứ ngồi xuống, là con người chúng ta luôn luôn từ cái gì mới có thể làm ra cái gì. Và đây là một tiên đề. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng ra trời và đất này để chúng ta có cái gì, để mà tạo ra cái gì. Ông Khánh ngồi tại đây là họa sĩ, ông phải có bút, ông phải có mực, ông phải có tấm họa để vẽ. Tăng Hùng Vinh phải đi kiếm khúc gỗ, phải đi mua pin, phải đi mua kim ở ngoài cửa hàng thì mới làm ra được cái đồng hồ mà kỳ cục đó. Mọi người hiểu không ạ? Còn Chúa của tôi và bạn thì Ngài không cần phải vào rừng, Ngài chỉ cần phán một lời, phải có sự sáng. Có sự sáng, cái đó là tạo dựng. Còn chúng ta là có khả năng xây dựng. Đây là một tiên đề. Amen. Khởi đầu có Ngài, ban đầu có Ngài. Nó không phải là chuyện kho tàng cổ tích Việt Nam. Amen. Cổ tích Việt Nam bao giờ có câu đầu tiên là ngày xưa, ngày xưa có một Đức Chúa Trời. Và cái từ ngày xưa, ngày xưa đó, bạn thừa biết chả có ngày nào. Còn Kinh Thánh là một tiên đề, giống như toán học, vật lý và hóa học khẳng định
Ban đầu có ngồi lại, ban đầu có được Chúa chạy và nhờ cái tiền đề đó mà tôi và bạn được lợi như bây giờ vậy. Đứa trẻ được sinh ra nói rằng con được sinh ra từ bố mẹ và nhờ nó sống với bố mẹ đó mà nó có lợi như bây giờ vậy. Đó là một tiền đề. Amen. Quá khứ. Anh chị muốn nghe không? Anh chị muốn nghe? Hãy nhìn tôi này, cái áo của tôi đang mặc. Tôi đi lại lại, cái áo vung vẩy như vậy. Nghe lắng nghe, nó không quan trọng bằng ở bên trong. Không có tôi, hãy nhìn chiếc áo này. Nó rụp. Vấn đề nằm ở chỗ Đức Chúa Trời đấng quan trọng. Nếu không có Ngài, tất cả mọi công việc chúng ta làm đều vô tích sự. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở đây có một câu kinh thánh mà chúng ta cùng nhau để ý về tương lai. Sa-cha-ri đoạn 14 câu 12. Đây là điều mà cả thế giới đang lo sợ sắp tới này. Vừa rồi có một số bài báo nói rằng phải chăng sắp sửa có đại chiến thế giới lần thứ 3 khi mà Nga cùng Ukraine có một số những hoạn nạn. Sa-cha-ri đoạn 14 câu 12. Đây là đoạn kinh thánh được chép vào năm 518 trước công nguyên. Lúc này Việt Nam mới đang khởi sơ về nhà nước Văn Lang, vua Hùng. Thời kỳ đồ sắt, hồi đó chúng ta còn chưa hình thành hoặc là mới hình thành nhà nước. Còn câu kinh thánh này đã được một tiên tri Sa-cha-ri viết lại. Nào, chúng ta cùng nhau để ý một đoạn kinh thánh kỳ cục. Và đây chính là câu có thể minh họa một trong nhiều điều kinh thánh đến từ Đức Chúa Trời. Này, vả này sẽ là tay vả mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Jerusalem. Trận chiến này sẽ xảy ra ở đâu anh chị em? Ở địa danh. Ở khu vực Trung Cận Đông đấy. Cho nên tại sao bây giờ nước Hồi giáo tự xưng Iran mà đe dọa một chút ở khu vực đó là cả thế giới gần một thế kỷ qua đều lo sợ ở vùng đất này. Bởi vì có thể đại chiến xảy ra. Người ta hỏi Einstein có đại chiến thế giới lần thứ 4 không? Ông ấy nói rằng nếu có đại chiến thế giới lần thứ 4 thì lúc đó người ta lấy gạch choảng nhau. Bởi vì đại chiến thế giới lần thứ 3 đã không còn cái gì nữa này. Trên đất này không còn cái gì nữa. Tại vùng đất đó, Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành của nó, lưỡi mục trong miệng của nó. Đây là thời điểm mà cách đây 26 thế kỷ trước, một con người thầy tế lễ, một đấng tiên tri ngồi nhìn thấy một sứ điệp. Khi chân đương đứng thì thịt vỡ ra, mắt vỡ trong vành của nó, lưỡi vỡ ra trong miệng của nó, chỉ còn mỗi bộ xương. Bộ phim Kẻ Hủy Diệt 1, bộ phim viễn tưởng mà cựu thống đốc California đã đóng nhân vật chính tại nơi đó. Khi có bom nguyên tử nổ, cái hình nấm đó phát ngang qua một người đang đứng hàng rào để nhìn vườn trẻ. Khói phát ngang qua một chút và khi chỉ trong vài giây sau khói không còn nữa, người ta nhìn thấy một bộ xương vắt vẻo theo gió thổi. Khi chân đứng đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành của nó, lưỡi mục trong miệng của nó. Dự báo kinh hoàng chưa anh chị em? Hồi đó chưa có bom hạt nhân. Có một năm 1945, 12 quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Mà đây đã được dự báo trước đây 26 thế kỷ trước rồi. Lời Chúa nói kinh hoàng lắm anh chị em. Bạn nói rằng, ồ thế là thế nào? Thế có nghĩa là lời Chúa phán chứ còn sao nữa? Cái người ghi ra chả hiểu cái gì hết nhưng mà cứ ghi trung tín thôi. Tôi viết một lá thư cho ông Cẩn nhờ thư ký Trần Thủy Tiên viết như sau. Thư ký viết như sau. Xin ông Cẩn chuyển tiền vào công tô Z đến chỗ cửa hàng D nhận khối hàng E và trở về kho Z. Tiên hỏi, cái này là cái gì? Và không cần biết. Việc của cô là thư ký ghi y như gì tôi đọc. Và ông Cẩn nhận được lá thư đó mặc dù chữ của Thủy Tiên, nhưng viết thư cảm ơn ông chủ Hùng. Tôi đã thực hiện điều ông viết. Mặc dù Thủy Tiên chết, nhưng mà ông Cẩn biết rằng đó là lá thư chủ nhân là tôi. Mọi người hiểu không? Đây câu kinh thánh này, chủ nhân là Đức Chúa Trời, ghi lại cho hậu thế 27 thế kỷ sau. Người ghi lúc bấy giờ còn đang cưỡi lạc đà hoặc là cưỡi la đi khoảng độ 7 km một giờ, cầm liềm cắt cỏ
Không hiểu tại sao chân đương đứng thì thịt mục nát ra cái kiểu gì. Nó đâu phải là tùng xẻo. Mắt mục trong vành của nó, lưỡi mục trong miệng của nó. Ông không cần biết. Sau này họ sẽ biết. Lời của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Cuối cùng, điều thứ tư, quyển sách này dành cho mọi người. Hiện nay, theo thống kê của những hiệp hội thánh kinh in, đã có 3,9 tỷ quyển thánh kinh đã được in ra. 3,9 tỷ quyển thánh kinh đã được in ra. Như vậy, nếu cứ hai người đọc chung một quyển giống như ngày xưa tôi học phổ thông, mà ba đứa học đọc chung một quyển sách tập đọc đó, thì 3,9 tỷ đủ cho 7 tỷ 800 triệu người đọc rồi. Kinh chưa? Nó đã được dịch ra 1.200 thứ tiếng. Bất cứ một dân tộc nào đều có thể có quyền kinh thánh tiếng phổ thông nước đó để đọc. Kinh không anh chị em? Nó phổ cập như vậy đó anh chị em. Vì nó, bất cứ người nào yêu nó thì hiểu nó dễ, cho nên người nào cũng có thể hiểu được nó. Nếu yêu nó, người vô học, người giáo sư, người lái xe ôm hay là một bác sĩ, nếu tôn trọng quyển thánh kinh này đều có thể hiểu được. Mà nói rằng kẻ mù chữ làm sao hiểu nổi, đã có kinh thánh nghe rồi, bật vào tai nghe họ hiểu được. Hallelujah. Amen. Thành ra chúng ta nhìn thấy quyển sách mà tôi đang có và bạn đang có là quyển sách in ra nhiều nhất. Nó là chuyện tình hay nhất của Đức Chúa Trời dành cho con người. Nó hợp thời nhất, không hề cũ. Nó quyền năng nhất thay đổi cả những bộ lạc ăn thịt người. Nó nói về bạn đúng nhất. Tôi trước đây người ta bói tôi không thành công, nhưng mà quyển kinh thánh nói rằng con là một tạo vật mới ở trong ta, con thành công. Trước đây bố tôi nói rằng mày nói lắp, đi tuyên truyền cái gì. Nhưng mà đến gặp Chúa, Chúa thay đổi, không còn lắp nữa. Và làm được điều mà Chúa nói. Bạn cũng vậy. Ngồi tại đây, ma quỷ có thể nói rằng mày thất bại rồi, mày sa ngã rồi, đời mày có nghĩa là xong rồi. Bạn ơi, Phê-rơ ba lần chối Chúa, vẫn đứng dậy không nằm sải dài. Người công bình ngã 7 lần, 7 lần đứng dậy. Cái vấn đề không phải bạn ngã bao nhiêu lần, mà vấn đề ở chỗ mỗi một lần ngã đó, bạn có học được bài học nào không và dám đứng dậy hay không. Amen. Ai là lần đầu tiên hay là một vài lần tập xe đạp bị lao vào cột điện hay là lao vào hàng rào, giơ tay tôi xem nào. Ai là lần nào tập đi mà ngã 3-4 lần, giơ tay tôi xem nào. Bạn vẫn đi được chứ đúng không? Bạn vẫn đứng dậy tập đi tiếp đúng không? Đâu có sợ. Bởi vậy cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, thất bại, sa ngã, phạm tội không phải đáng sợ bằng chúng ta có dám tiếp tục đi nữa hay không. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Mời anh chị em đứng dậy nào. Quyển kinh thánh nói về bạn đúng nhất. Vì sao nói đúng nhất? Vì sao nói đúng nhất? Bởi vì nó là quyển passport của cuộc đời bạn. Bạn mua một cái tủ lạnh về, có một quyển hộ chiếu kèm theo cái tủ lạnh đó. Bạn mua cái iPad về, có hộ chiếu kèm theo cái iPad đó. Hãy dọ hộ chiếu của nó ra đọc, biết cách hướng dẫn và sử dụng cái iPad hay iPhone của bạn. Thì cũng như vậy, bạn có quyển kinh thánh này này. Đó là quyển passport của cuộc đời bạn. Giải thích bạn được tạo dựng từ đâu, giải thích bạn sống trên đất để làm gì, và chết bạn sẽ đi đâu. Khi bạn dở quyển hộ chiếu này, nó sẽ trả lời cho bạn. Và khi bạn được sử dụng đúng mục đích, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Amen. Ai đó lấy bàn là đóng đinh vào tường, bạn sử dụng sai cái mục đích của bàn là rồi. Đóng đinh vào tường là búa, còn bàn là để làm quần áo. Bạn đưa quần áo vào trong cái tủ lạnh để đừng, bạn nhầm rồi, tủ lạnh để đồ ăn. Hãy dở hộ chiếu ra, cứ đừng nghĩ là tủ quần áo. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng đây là hộ chiếu cuộc đời chúng ta, hãy đọc và biết rằng Chúa nói gì về bạn. Nào chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện nào. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì có một Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Và Ngài lại không dạy chúng con qua cách truyền miệng. Ngài để lại cuốn kinh thánh này là một bản kinh thánh, một lá thư tình chính xác nhất. Và qua bao nhiêu thế kỷ, nó không bị tam sao thất bản. Để chúng con nhận biết Ngài rõ hơn về mặt văn. Chúng con cảm ơn Ngài.
Cảm ơn Ngài vì lời của Ngài được chép về chính Ngài trong cuốn Kinh Thánh này. Xin Chúa cho chúng con buổi sau được nghe về thân vị của Ngài hiện diện trên đất này, đó là Chúa Giêsu. Ngài không chỉ bằng chữ và thư, mà Ngài còn chính bằng lời nói và xuất hiện bên cạnh chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Tôn cao danh Chúa Giêsu Christ, xây dựng cao tay của mình, cảm ơn Ngài nào. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúng con yêu Ngài. Yêu Ngài, hallelujah. Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho bố chúng con tại đây được nhận biết Ngài, yêu lời của Ngài. Ô, cho con cảm ơn Chúa. Chúng con có Ngài, gọi Ngài là Cha. Tôn cao danh của Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi anh em chúng con tại đây. Nguyện ơn lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.